Thưa quý vị, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của cuộc sống, nghề thêu và may cờ Tổ quốc tại làng Từ Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội vẫn đang được duy trì và phát huy giá trị. Hơn 70 năm phát triển, người dân nơi đây vẫn luôn giữ tình yêu với nghề. Có lẽ đây là ngôi làng không có nghỉ lễ bởi lúc nào cũng hối hả với công việc. Những ngày này, người dân khắp cả nước đang chìm đắm trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Thế nhưng tại làng Từ Vân, huyện Thường Tín, các xưởng may vẫn đang tất bật làm ra những lá cờ Tổ quốc. Để tạo ra sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, các thợ may phải tỉ mỉ, cẩn thận trong từng công đoạn. Để làm những cái sản phẩm chuẩn như thế thì bằng những người thợ phải có tay nghề và lành nghề, hiểu biết. Cái lá cờ nó là đại diện cho một quốc gia, cho nên chúng tôi rất là tâm huyết để làm ra những cái sản phẩm như là lá cờ được sắc nét, đẹp, thẩm mỹ, kỹ thuật nhưng mà vẫn phải giữ được những cái kích thước chuẩn của nhà nước đã quy định. Người dân nơi đây thường gọi ngôi làng này là làng của những lá cờ. Trẻ em trong làng cũng được tiếp xúc với lá cờ từ sớm. Dịp nghỉ lễ là thời điểm mà người dân làng Từ Vân hướng dẫn, tạo cơ hội để con trẻ biết đến nghề truyền thống, tự tay làm ra cờ Tổ quốc. Trong dịp nghỉ lễ này, con giúp bố mẹ rửa vôi và in cờ. Con cảm thấy rất thích. Con muốn thêu ra những lá cờ Tổ quốc vì con muốn tìm hiểu và làm những lá cờ. Con thêu các lá cờ xong, con dự định sẽ treo trước cửa nhà. Trong những ngày lễ này thì mình cũng dạy con để con tiếp xúc và làm ra được lá cờ, cũng như là lối tiếp truyền thống yêu nghề của gia đình. Các con ở nhà thì mình vẫn nói với các con rằng lá cờ sao vàng là biểu tượng của đất nước và cảm mình phải biết trân trọng và giữ gìn. Thổi hồn vào từng lá quốc kỳ, người dân làng Từ Vân luôn cố gắng để gìn giữ nghề truyền thống này. Động lực để họ tiếp tục với lửa nghề đơn giản là niềm vinh dự và tự hào khi đã làm nên một phần linh hồn của đất nước. Mình tiếp xúc từ bé nên mình lúc nào yêu cái nghề cờ Tổ quốc. Cứ đến các ngày lễ mà cả nước mình treo những cái lá cờ Tổ quốc thì gia đình thấy khắp nơi treo thì mình rất là tự hào, vui. Những lá cờ tung bay trong gió, không chỉ dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mà suốt trong 365 ngày, những lá cờ này đều được người dân làng Từ Vân treo trước cửa nhà. Không biết từ bao giờ, lá cờ đỏ sao vàng đã là cuộc sống của họ. Tình yêu và nhiệt huyết đều gói gọn trong những lá quốc kỳ.